Nếu bạn không muốn tình trạng mụn dai dẳng và da mình bị mụn nặng hơn thì hãy tránh xa những cái điều này. Điều đầu tiên đấy chính là hãy tránh xa việc trang điểm. Mọi người cứ nghĩ rằng là khi chúng ta trang điểm sẽ che những cái khuyết điểm mụn ở trên mặt, nhưng cái việc chúng ta trang điểm sẽ vô tình làm bít cái lỗ chân lông, thậm chí là khiến cho cái tình trạng mụn tồi tệ hơn. Bạn nào mà đang có mụn thì đừng trang điểm nha. Việc thứ hai các bạn cần làm đấy là tránh thức quá khuya. Nếu như các bạn thức đêm nhiều như vậy sẽ vô tình làm cho da của chúng ta tăng tiết nhiều dầu nhờn và tăng nguy cơ bị mụn hơn, nên hãy đi ngủ sớm trước 11 giờ các bạn nhé. Thứ ba, các bạn cần nhớ là tránh xa những cái đồ ăn nhiều đường, sữa và chế phẩm từ sữa. Việc chúng ta nạp nhiều loại thức ăn này vào người sẽ vô tình khiến cho cái tình trạng viêm ở trên da của chúng ta nặng hơn và các bạn sẽ thấy là xuất hiện nhiều mụn viêm hơn. Nếu bạn không muốn da mình bị nặng thêm thì nhớ là tránh xa những loại đồ ăn này nha. Thứ tư, đấy chính là các bạn làm sạch không tốt. Nhiều hôm đi làm về mệt, mình lười chăm sóc da, không tẩy trang, không rửa mặt, như vậy thì trên da của chúng ta sẽ có nhiều bụi bẩn, bã nhờn đọng lại và bít cái lỗ chân lông khiến cho tình trạng mụn lại nặng hơn. Nên các bạn nhớ là dù bận thế nào nhớ làm sạch thật kỹ nha. Thứ năm, không kiểm soát mụn trứng cá tốt. Mọi người thường nghĩ là khi mà mình trị mụn xong rồi thì không cần phải bôi những loại kem trị mụn nữa, nhưng việc chúng ta bôi duy trì những cái sản phẩm trị mụn như là retinoid sẽ giúp kiểm soát tình trạng mụn trên da của chúng ta tốt hơn. Có thể cái tần suất bôi nó sẽ thưa hơn và lượng bôi ít hơn, nhưng việc các bạn bôi duy trì những cái sản phẩm retinoid sẽ giúp làm bình thường hóa cái quá trình sừng hóa bề mặt da, ngăn ngừa tình trạng mụn hình thành. Như vậy thì các bạn sẽ không lo bị mụn nữa.